Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta quay lại một chủ đề mà tôi cũng còn nợ các bạn trong video lần trước tôi cũng đã đề cập. Đó là tại sao tôi lại thích một con dao custom. Hôm nay tôi quay lại với chủ đề đấy và thích tại sao tôi thích một con dao custom. Tất nhiên là con dao custom của tôi thích thì không phải bất kỳ con dao custom nào. Đấy, mà tôi chỉ thích con dao custom dạng như thế này. Đấy. Nó là một con dao từ một maker, nói chung làm dao tốt đẹp và có quá trình nhiệt luyện rất là rõ ràng minh bạch, đem lại cái chất lượng lưỡi dao tốt đấy, và hoàn thiện con dao tốt đẹp theo thẩm mỹ của tôi thì tôi thích cái con dao custom đấy. Nhưng mà tôi so sánh luôn, hôm nay so sánh luôn hai con dao để thấy là tại sao tôi lại thích con dao custom hơn. Tất nhiên là tôi không hề ghét bỏ con dao mà làm từ hãng. Đấy, nhưng mà tôi vẫn thích con dao custom thì mình có lý do. Thì đây là hai cái nhân vật chính mà tôi so sánh trong clip hôm nay. Đấy là một bên đây là con dao Mora Knife. Đấy. Của Thụy Điển. Made in Sweden, làm từ thép triplex steel, thép triplex. Đây cũng lại là một loại thép hai carbon, carbon cao và có rỉ. Đấy. Thì Moranai là một cái hãng dao nổi tiếng rồi, nổi tiếng của trên toàn thế giới rồi, làm rất nhiều, một năm là hàng triệu con dao, số lượng thì không biết nhưng tôi nghĩ cũng phải hàng triệu con. Bán trên toàn thế giới. Nó là một cái dòng dao gọi là bootstrap begin cho beginner đấy, cho những người mới chơi bootstrap đấy. Mới gia nhập vào lĩnh vực bootstrap thì hay mua một con Morana thì nó vừa rẻ mà lại vừa phục vụ được những cái mục tiêu của mình, chất lượng tương đối đảm bảo. Đấy. Thì tất nhiên là nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Hôm nay tôi thì không thực tế thử nghiệm, nhưng mà tôi chỉ đánh giá những ưu nhược điểm của từng con dao. Đấy. Còn đây là con dao làm thủ công hoàn toàn bởi maker Bùi Thanh Nam từ BTN Handworks. Đấy, theo hợp tác với cả Việt Nam Knife. Thì đây con dao bằng thép S35VN. Đấy. Cán bằng micarta, này có liner đỏ, có full tang nghĩa là tang con dao nó toàn bộ hai bên cán ốp vào và tapper mài mỏng dần về cuối để giảm trọng lượng cán, lấy độ cân bằng cho con dao và được hand satin, mài full flat và hand satin toàn bộ lưỡi dao. Nghĩa là làm thủ công toàn bộ. Đấy. Thì thứ nhất nói về con dao Moranai, nó là một con dao làm từ hãng. Thì quá trình nhiệt luyện của hãng thì tôi nghĩ chắc là cũng rất đảm bảo, tại vì bán ra toàn thế giới thì không thể nào là một sản phẩm tồi được. Đấy. Chúng ta vẫn có một cái sản phẩm rất tốt, nhiệt luyện tốt, ghép rất tốt. Tôi đã dùng con này rất nhiều lần rồi, chắc lắm. Đấy. Rất là về chất lượng tôi nhiệt luyện thì là tốt. Đấy. Và cái cán cái tay cầm này nó là một cái loại cao su nhựa. Đấy, cầm tương đối êm tay. Đấy, tương đối êm tay. Đấy. Đấy, nhưng mà đấy là có một số nhược điểm mà tôi không thích. Đấy là ví dụ là vì con dao này nó sản xuất hàng triệu con. Đấy. Triệu con nên là bị đung hàng thôi. Đấy là một điểm mà không thích rồi. Và cái design, cái thiết kế họ thiết kế con dao này cho người Tây nên là cái tay cầm nó tương đối nó cho người châu Âu tay to hơn so với người châu Á. Rồi cái hình dáng cái này thì nó chỉ phục vụ trong lĩnh vực là bootstrap thôi. Tất nhiên con dao này thì
để đi dã ngoại sinh tồn thôi, không có phục vụ trong đa danh năng hơn. Đấy. Nghĩa là nó đã chỉ thiết kế ra theo cái ý định của nhà sản xuất và chúng ta không có nhiều lựa chọn. Đấy là một trong những nhược điểm của con dao này. Thứ hai là con dao này thì ví dụ là họ làm thép gì thì chúng ta chỉ có để mua cái loại thép theo của hãng chọn thôi. Đấy, chúng ta không thể nào có cái loại thép mà custom để theo yêu cầu của chúng ta được. Đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ có giá rẻ này. Đấy, nhược, ưu điểm là giá rẻ này. Ưu điểm là có thể mua ngay lập tức đến một số các cửa hàng đại lý, kể cả Việt Nam có thể mua ngay một con dao. Tất nhiên là có thể mẫu mã ở Việt Nam nó không được đa dạng như các cửa hàng bên Tây, nhưng ở Việt Nam vẫn có thể mua được con dao như này và rất nhanh, không phải chờ đợi thời gian lâu như nếu mà vừa đúng một con dao custom. Nên đấy là cái ưu điểm của con dao này. Và thứ hai là tất nhiên là ở nhà các đại lý bán thì vẫn là có bảo hành của hãng, hãng có tên tuổi. Đấy. Nói đến Moranai là ai cũng biết, ví dụ là dao để ra đi cắm trại dã ngoại. Đấy, thì yên tâm hơn. Đấy, yên tâm hơn về mặt tâm lý. Đấy, nhưng mà bạn sẽ bị đụng hàng, đúng không? Không có nhiều lựa chọn, không có nhiều lựa chọn về từ về thiết kế kiểu dáng đến những chất liệu thép. Đấy. Và tất nhiên là bạn không được sử dụng con dao với kích cỡ của mình rồi. Cái này nó hàng sản xuất hàng loạt, ai cũng thế như nhau. Ông tay to, ông tay bé đều có một con dao như này thôi. Đấy, mua thì mua, không mua thì đi chỗ khác. Như đấy là lý do mà tôi không thích ở một con dao mà hãng sản xuất. Vậy tôi thích con dao custom. Con dao custom thì có thể được design, như được thiết kế, có một thiết kế riêng biệt. Đấy. Không giống ai. Đấy. Bạn có thể đi ra tất cả ở các cái maker khác hay các hãng thì bạn sẽ không gặp được những cái thiết kế giống như một con dao custom của mỗi maker làm ra. Đấy. Thì bạn sẽ không về đụng hàng. Nhất là về mặt gọi là đụng hàng không có. Từ thiết kế đến hoàn thiện. Đấy. Ví dụ là thế. Rồi hoàn thiện một con dao, ví dụ con dao Mora này họ chỉ có dập bụp một phát ra cái lưỡi này. Đấy, xong họ cho vào máy mài vẹt phát hai bên này, thế là xong con dao. Tất nhiên là nhiệt luyện xong rồi là xong con dao. Đấy. Nên là bề mặt của nó như thế nào rồi những cái đường vân 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 này của máy mài nó còn thì người ta không có ai người ta đi người ta sửa đánh cái đấy đi cho các bạn. Đấy, ví dụ đây này. Đấy, những cái vết vết như này. Đấy, hoàn thiện. Đấy, thì đấy là một con dao nhà máy không thể có được. Còn con dao custom thì maker sẽ hoàn thiện bề mặt rất là chỉn chu. Ví dụ con dao này sẽ được hand setting bằng tay. Đấy, thủ công toàn bộ lưỡi dao rất đều đặn như một tác phẩm nghệ thuật. Đấy. Ngoài cái việc thiết kế và việc gọi là finish nhá, finish đây bạn như thế này. Ví dụ cái cán phun tang và được tapper này này thì hầu như là ít bắt gặp ở những con dao mà làm từ nhà máy. Đấy. Tapper tang như này xong rồi những cái đường gân ở trên cán được mài như này này. Đấy. Ít gặp ở con dao ở nhà máy lắm. Đấy. Và nếu gặp thì chắc là cũng giá cũng sẽ khác. Đấy. Hầu như những con dao mà thủ công thì mới có được những cái đấy, yếu tố đấy. Thì thứ nhất là thiết kế, thứ hai là mức độ hoàn thiện. Về còn về xử lý nhiệt luyện để đem lại chất lượng của lưỡi dao thì con dao custom bao giờ tôi nghĩ là sẽ được nhiệt luyện tốt hơn. Bạn không thể gói từng con dao như này trong giấy inox rồi bạn nhiệt luyện nó rồi bạn nhúng niter nó từng con một được cả. Chỉ có những con dao mà của các maker làm mới đẩy được cái chất lượng nó đến đỉnh cao. Đấy. Rồi bạn cũng có thể lựa chọn các loại thép khác nhau.
Ví dụ con dao này là S35VN, nhưng bạn có thể lựa chọn là Enmax, lựa chọn M390, lựa chọn N690 hay là Mangan hay là bất kỳ một loại thép nào bạn thích, thì maker đều có thể làm cho bạn một con dao theo ý của bạn. Đấy. Ví dụ con dao trong cái này là chúng tôi làm số lượng nhỏ, thì chúng tôi đặt làm luôn bằng loại thép S35VN, loại thép tương đối tốt. Đấy là lý do mà tôi thích cái con dao custom. Nên nhưng mà đấy, đổi lại thì con dao custom thì giá của nó sẽ không hề rẻ. Đấy. Không hề rẻ, và cái thời gian chờ đợi nó sẽ rất lâu. Đấy. Một con dao này có thể phải chờ đợi 1, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, có khi cả năm trời mới mới đến lượt để làm con dao này. Đấy. Bạn không thể nào ra cửa hàng mà có ngay một con dao custom cho mình được. Đấy, bạn phải đặt hàng người làm dao, knife maker làm dao cho bạn. Thì đấy là những cái mà nhược điểm của con dao custom. Nhưng đấy thì tôi thích là đấy, là không đụng hàng. Đấy. Bạn có thể có hai con dao cùng là của maker làm, nhưng mà thể nào nó cũng sẽ khác nhau, cùng một mẫu nhưng sẽ khác nhau, không thể nào giống nhau được. Đấy. Nó có ngôn ngữ riêng, nó có gọi là cái hồn cốt riêng ấy. Đấy. Giống như bạn đi mua một cái đồ gốm Hỏa Biến ấy, thì không có một đồ gốm nào nó giống nhau được cả. Đấy. Đường nét hoàn thiện nó sẽ khác nhau trên từng sản phẩm. Đấy. Thì nó nói lên cái tính độc đáo duy nhất của con dao. Đấy. Đấy thì đấy là một vài chia sẻ thôi của tôi thôi. Tóm lại đấy, lựa chọn thì là của bạn. Nếu bạn muốn rẻ, đấy, muốn có thương hiệu gọi là của các hãng toàn cầu, đấy, không muốn chờ đợi lâu thì có thể mua một dao như thế này. Còn nếu bạn muốn độc đáo, muốn chất lượng tôi ram đỉnh cao, đấy, muốn finish gọi là đến một cái đẳng cấp mới, đấy, thì bạn chọn con dao custom. Nhưng đánh đổi lại, tất nhiên là bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn và bỏ ra một số tiền xứng đáng hơn cho cái sản phẩm như thế này. Đấy. Như tôi thì quan điểm tôi là một người sưu tầm, nên tôi sẽ thích sưu tầm những sản phẩm độc đáo hơn, đấy, hiếm hơn. Đấy. Thì nó mới có giá trị sưu tầm. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi. Đấy, các bạn có comment góp ý gì thì xin comment phía dưới. Tôi xin đón nhận. Vâng, xin cảm ơn.